liên quan vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới đi khách bản án sơ thẩm xác định bị cáo võ thị mỹ hạnh phạm tội thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét cho cô một số tình tiết giảm nhẹ Cuối tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Võ Thị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, cựu tiếp viên hàng không, tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Mỹ Hạnh được nhận vào làm tiếp viên hàng không từ năm 2018 đến khoảng tháng 2 năm 2022. Thời gian làm tiếp viên hàng không, một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội đã giới thiệu Hạnh đi khách với giá 20 đến 30 triệu đồng trên một lần. Hạnh biết được nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng đồng ý bán hoa nên khi khách có nhu cầu, Hạnh giới thiệu để hưởng lợi. Tối ngày 9 tháng 8 năm 2023, Hạnh thỏa thuận giá đi khách, hẹn thời gian và địa điểm để môi giới cho bốn nữ tiếp viên vui vẻ với bốn khách nam với giá 74 triệu đồng, hưởng lợi 24 triệu đồng. Hạnh đã nhận được 20 triệu đồng. Khi các cặp đôi vui vẻ tại một khách sạn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì bị cảnh sát phát hiện. Với hành vi làm trung gian cho các đối tượng mua hoa bán hoa để hưởng lợi nêu trên, vỏ thị mỉ hạnh bị truy tố xét xử về tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp đối với hai người trở lên. Tại tòa sơ thẩm, nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội sửa chữa làm lại cuộc đời. Theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, hành vi của bị cáo hạnh gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến truyền thống đạo đức, nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục, gây mất trật tự xã hội. Hạnh là người có đầy đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng với động cơ tư lợi bất chính, muốn có tiền tiêu xài, bị cáo bất chấp sự nghiêm cấm của nhà nước để cố ý phạm tội. Quá trình điều tra, vỏ Thị Mỹ Hạnh khai từ tháng 2 năm 2023 đến khi bị bắt, nhiều lần môi giới cho các tiếp viên hàng không nữ đi khách nhưng không nhớ rõ thời gian địa điểm giá cả và tên những cô gái đi khách. Về lời khai trên, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định chỉ có lời khai của bị cáo và không còn chứng cứ khác để chứng minh nên không có cơ sở buộc vỏ thị mì hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên nhưng cần lưu ý khi quyết định hình phạt bản án sơ thẩm xác định bị cáo hạnh phạm tội thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét cho cô một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt thành khẩn khai báo đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính và có cha ruột tham gia công tác đoàn thể tại địa phương được các cấp có thẩm quyền tặng giấy khen từ những phân tích trên, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Thị Mỹ Hạnh 3 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, khấu trừ hơn 5 tháng bị cáo đã bị tạm giam trước đó. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng, nộp 20 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, cho rằng mức án trên có phần nghiêm khắc, bị cáo Hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện hồ sơ vụ án đã được tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và đưa ra xét xử phúc thẩm trong thời gian tới. Võ Thị Mỹ Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng lớn đã liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không, Hawker và người mẫu ảnh xa ngã để lôi kéo họ vào đường dây môi giới hoạt động mại dâm của mình. Số tiền đi khách một lần lên tới cả ngàn đô la. Nếu đi qua đêm, khách phải trả tới vài ngàn đô. Vậy tiền có phải lý do chính khiến những chân dài này bán rẻ tự trọng, đánh đổi cái ngàn vàng để kiếm nghìn đô, rồi sau đó tìm cách hưởng lợi trên thân xác kẻ khác. Tối ngày 10 tháng 8, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ đối tượng Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để điều tra về hành vi môi giới cho bốn cô gái đến khách sạn để phục vụ chuyện giường chiếu cho đại gia. Sự việc bị phát giác này một lần nữa khiến dư luận phải đặt câu hỏi, tại sao số tiền để vui vẻ lớn như vậy vẫn có người chịu bỏ ra? Và nghề tiếp viên hàng không có yêu cầu cao về cả ngoại hình lẫn kỹ năng trình độ học vấn, một trong những công việc được trả lương cao đáng mơ ước, vậy tại sao vẫn bán thân như vậy? Riêng với tú bà Võ Thị Mỹ Hạnh, việc đu trend ăn theo bốn tiếp viên hàng không bị lợi dụng sách ma túy về nước đã khiến nhiều người biết tới Hạnh hơn. Hạnh cũng gật đầu thừa nhận được báo chí và mạng xã hội PR miễn phí trong vụ việc đó. Thời điểm đó, tú bà này nhanh chóng lên mạng đính chính, yêu cầu những người sử dụng hình ảnh của cô phải gỡ bỏ. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng cho biết những cô gái muốn đầu quân cho Hạnh bắt buộc phải có ngoại hình và được người quen giới thiệu. Tú bà yêu cầu các tiếp viên, người đẹp, người mẫu ảnh, gửi hình ảnh hoặc quần áo đồng phục tiếp viên của các hãng hàng không để gửi cho khách làng chơi nhằm tăng sức hút và được giá cao. Ngoài môi giới, Mỹ Hạnh còn trực tiếp tự bán mình cho những khách quen sau khi có nguồn khách ổn định và thu nhập cao, nhận thấy việc môi giới không tốn sức, chỉ cần liên hệ trao đổi qua lại giữa khách làng chơi và gái bán hoa. Trần dài này nghỉ làm tiếp viên hàng không từ tháng 10 năm 2022, chính thức trở thành tú bà điều hành đường dây đi khách nghìn đô. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Mỹ Hạnh Khai đã thu lời bất chính từ việc môi giới hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, tú bà sử dụng vào mục đích ăn chơi, tiêu xài cá nhân việc lấy trôn nuôi miệng từ xưa đến nay bị xã hội khinh thường coi rẻ nhưng bản thân hạnh được ăn học đàng hoàng có bằng đại học đi đây đi đó tiếp xúc đủ thành phần thượng lưu trong xã hội hẳn hạnh là người hiểu rõ nhất nhưng đời đâu như mơ tú bà không chỉ một lần xa ngã mà còn chăn rắt giới thiệu môi giới nghề của mình biến nó trở thành công việc cao quý hơn cả làm tiếp viên hàng không và đau xót hơn hạnh còn ăn tiền cắt phế trên mỗi lần đồng loại yếu lòng vứt bỏ tự trọng để lấy nghìn đô đi khách mỗi đêm theo cơ quan điều tra các nghi phạm môi giới và mua bán vốn tự có thường câu kết hoạt động một cách tinh vi bí mật chặt chẽ khép kín trên nguyên tắc có sự quen biết hoặc người quen giới thiệu thông tin về khách làng chơi thường được đối tượng môi giới và gái bán hoa kiểm tra kỹ lưỡng thường liên hệ trao đổi việc mua bán qua các nền tảng mạng xã hội do đó việc phát hiện điều tra khám phá ra các đường dây kiểu này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn với võ thị mỹ hạnh khi khai với cơ quan cảnh sát điều tra đã cho biết dùng tiền môi giới bán mình để sử dụng vào mục đích ăn chơi tiêu xài cá nhân. Vậy còn với những chân dài đang là tiếp viên hàng không bị bắt hôm ngày 10 tháng 8, điều gì đã khiến họ sang ngã như bây giờ? Từ sau vụ việc cựu tiếp viên hàng không võ thị mỹ hạnh bị phanh phui, loạt thông tin liên quan đến những người mẫu tiếp viên khác dần dần trên các mặt báo hoặc mạng xã hội. Người ta liên tục đặt ra những câu hỏi Vì sao những cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất lại chấp nhận bán mình Trong khi bản thân có học thức, có nhà gia giáo, được cả xã hội tôn trọng nâng niu Được biết, tiếp viên hàng không lâu nay luôn được cho là một trong những nghề có mức thu nhập mơ ước của nhiều người Thực tế, chưa có hãng bay nào tại Việt Nam công bố chính thức mức lương chi tiết của lực lượng tiếp viên song thông qua những đợt tuyển dụng, có thể thấy đây là nghề có chế độ lương thưởng đã ngộ ở mức cao so với thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam. Theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng, lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng một tháng. Đây là mức lương cơ bản, nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi, trợ cấp, mức lương trung bình sẽ nằm trong khoảng 21 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2 đến 10 triệu đồng một tháng tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay. Như vậy, thông thường, mức lương tiếp viên của các hãng hàng không Việt Nam dao động từ 16 đến 30 triệu một tháng tùy hãng và tùy vị trí. Riêng với tiếp viên năm sao hay tiếp viên trưởng, mức thu nhập có thể lên tới 40, 50 triệu đồng một tháng. Có thể thấy mức thu nhập của tiếp viên hàng không cũng khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, việc các tiếp viên hàng không có lối sống buông thả, tham gia vào đường dây bán vốn tự có như kể trên cho thấy họ bất chấp những ảnh hưởng xấu đến xã hội, gia đình để đạt được lợi ích vật chất cho bản thân và đã phản ánh tính chất phức tạp của hoạt động này. Mại dâm không chỉ dừng lại ở những tụ điểm thác loạn hay những phố đèn đỏ mà còn len sâu vào giới vốn có thu nhập không hề thấp và trở thành một hệ thống chuyên nghiệp có tính liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Bên cạnh việc dư luận quan tâm về danh tính những tiếp viên hàng không người mẫu, hoa hậu bán thân thì có thể thấy đối tượng là khách làng chơi mà dư luận đồn đoán, thường là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế khá giả, cũng rất bạo chi khi có thể bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho một lần mua vui với người đẹp, người mẫu. Với đại đa số đàn ông có thu nhập trung bình, việc bỏ ra số tiền lớn, mấy chục nghìn hay thậm chí chỉ hơn một nghìn đô la Mỹ đánh đổi lấy một lần sở hữu mỹ nhân có lẽ là chuyện lực bất tỏng tâm. Do đó không khó để hình dung việc đối tượng nào là người có thể chi ra khoản tiền nhiều đến thế. Đại gia và chân dài, quy luật tình tiền đổi trác ấy vốn dâm gian lâu nay vì có cầu át có cung. Nhiều tiền sinh dựng mỡ, Nhà nước chưa công nhận mại dâm là một nghề, cho nên những dâm gian đấy cũng chỉ là đồn thổi, cho đến khi nào có một đường dây bị đổ bể, bị cơ quan chức năng phát hiện ra. Một điều tra viên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh từng thụ lý nhiều vụ án liên quan đến đường dây bóc bánh trả tiền hạng sang cho biết, đề cạnh việc chi số tiền lớn mua vui để chiều đại đối tác, còn có không ít đại gia có thói trang hoa, thích được là người tình một đêm của người nổi tiếng với giá dao động trên dưới 10.000 đô một lần. Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ cho thấy khách làng chơi là những đại gia mua vui hay tiếp khách quý đặc biệt nào đó. Ngoài ra sau khi xem các chương trình biểu diễn thời trang hay những hình ảnh bốc lửa của người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào đó ở trên mạng mà đại gia cảm thấy thích thì họ sẽ gọi điện thoại cho đối tượng môi giới để đặt hàng, thỏa thuận giá cả. Điều này lý giải tại sao nhiều chân dài có chút tiếng tăm không ngần ngại khoe cơ thể trên mạng xã hội, trang tin điện tử. Bởi đối với các người mẫu ca sĩ dạng nghiệp dư, số tiền cát xê mà họ làm ra chẳng thấm thiế gì so với nhu cầu ăn xài trưng diện. Cho nên việc đi khách với giá cao hay cặp kè với đại gia này đại gia nọ để kiếm tiền là chuyện không có gì khó hiểu. Vậy nhưng với các nữ tiếp viên hàng không, thu nhập cao và có chỉ độ học vấn thì lý do gì họ vẫn dính vào các đường dây bán thân như vậy? Câu trả lời có lẽ vẫn không khác được, đó là tiền. Nhưng cũng xin nhấn mạnh đây chỉ là số ít trong những tiếp viên hàng không đã không giữ được mình rồi xa ngã là con sâu làm dầu nồi canh. Trong khi đó, thế hệ tiếp viên hàng không đã và đang trở thành niềm tự hào cho vận tải du lịch Việt Nam, đang làm đẹp thêm hình ảnh đất nước con người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Hãy nhìn vào sự đóng góp âm thầm của họ trong đại dịch Covid-19 để lấy lại động lực và niềm tin. À thì ra, họ cũng là những con người bình dị, nhưng phi thường khi đem cả tình yêu để phục vụ, hy sinh và cống hiến. Họ làm ra đồng tiền bằng sự thiện lương, trong sạch và đầy tự trọng.